Đấy ra là video nó sẽ upload đó, video upload cái IP channel bóc thêm một điện ai đó cứ cho đặt cái còn cái đấy copy ra còn về trang pi nó nói là pi những cái cái làm cho cái pi nha viên mềm channel bóc thêm một điện ai đó rồi thầy mới channel bông mềm con muối chèn bạch con lòng